Chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý nhất trong ngày. Và tôi là Thùy Trâm, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Nhân loại sẽ ra sao nếu xung đột Nga-Ukraine dẫn tới chiến tranh hạt nhân? Các bạn thân mến, một trong những thành tựu vĩ đại nhất của thế giới thời hậu chiến đó là giữ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân luôn ở số lượng thành viên khiêm tốn, không mở rộng, cũng như các hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, những nỗ lực này đang gặp thách thức nghiêm trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đặc biệt, sự căng thẳng đang hiện diện tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhia. Vậy chiến tranh hạt nhân sẽ mang đến những thảm kịch gì cho cả nhân loại như thế nào? Chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Trong bối cảnh cuộc chiến tranh tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đã gia tăng. Bất kỳ cuộc xung đột hạt nhân nào cũng sẽ kéo theo một loạt hậu quả thảm khốc, từ những thiệt hại về người trong các vụ nổ trực tiếp cho đến những tác động lâu dài của bức xạ và ô nhiễm môi trường. Ai cũng biết rằng ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh hạt nhân là vô cùng to lớn. Những vụ nổ hạt nhân có thể tạo ra lượng carbon đen hay còn gọi là muội than dày đặc trên khí quyển, chặn ánh sáng mặt trời và phá vỡ hệ thống khí hậu, ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất lương thực. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã vạch ra những tác động của chiến tranh hạt nhân với 6 kịch bản có thể xảy ra. Chẳng hạn, một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện giữa Mỹ và Nga, kịch bản tồi tệ nhất được mô phỏng là 5 tỷ người sẽ chết vì đói do thiếu lương thực sau 2 năm. Ngay cả một cuộc xung đột quy mô tương đối nhỏ giữa Ấn Độ và Pakistan cũng có thể dẫn đến nạn đói trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một số cuộc chiến tranh hạt nhân, các quả bom nhắm vào các thành phố và khu vực công nghiệp sẽ gây ra bão lửa bom, một lượng lớn carbon đen vào tầng cao của bầu khí quyển. Điều này sẽ lan rộng ra toàn cầu và đột ngột làm giảm nhiệt độ trên trái đất. Hậu quả là khí hậu trái đất bị phá vỡ, ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất lương thực trên trái đất và trên đại dương. Các chuyên gia đã sử dụng một công cụ dự báo khí hậu để ước tính năng suất của các loại cây trồng chính trên cơ sở của từng quốc gia. Họ đã phân tích điều gì sẽ xảy ra trong 6 kịch bản nếu xung đột hạt nhân. Mỗi kịch bản sẽ dẫn đến một lượng carbon đen khác nhau trong khí quyển. Cuộc chiến hạt nhân quy mô tương đối nhỏ giữa Ấn Độ và Pakistan cũng có thể khiến năng suất cây trồng giảm 7% trong năm sau xung đột. Cụ thể, ước tính khoảng 37 triệu tấn muội than sẽ bay vào khí quyển, khiến nhiệt độ trên khắp hành tinh giảm xuống hơn 5 độ C. Ảnh hưởng tới sản xuất lương thực. Hậu quả là nạn đói sẽ khiến 2 tỷ người thiệt mạng trên toàn cầu. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cả hai quốc gia trên đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân có quy mô tương đương và nằm trong số 9 quốc gia đang gia tăng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của mình. Trong khi đó, một cuộc chiến hạt nhân toàn diện giữa Mỹ và Nga ước tính chiếm 90% cho hạt nhân của thế giới, có thể khiến sản lượng lương thực giảm khoảng 90% trong vòng từ 3 đến 4 năm sau cuộc giao tranh. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ người trên thế giới sẽ thiệt mạng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bất kỳ nước nào trong số 9 nước có vũ khí hạt nhân còn lại, gồm cả Trung Quốc, Triều Tiên, Pháp, Israel và Anh, đều có đủ hỏa lực để gây ra những thảm họa kể trên. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các biện pháp giảm thiểu thiệt hại từ xung đột hạt nhân như việc giảm lãng phí thức ăn gia đình, sử dụng các loại cây trồng mới. Nhưng cuối cùng, họ đã đưa ra kết luận rằng những biện pháp can thiệp sẽ không ngăn được phần lớn thế giới trải qua nạn đói, đặc biệt là sau các cuộc xung đột quy mô lớn. Sự sụt giảm mùa màng sẽ diễn ra nghiêm trọng nhất ở các quốc gia có vĩ độ trung bình đến cao, bao gồm các nước xuất khẩu lớn như Nga và Mỹ. Điều này có thể gây ra các hạn chế xuất khẩu và gây gián đoạn nghiêm trọng ở các nước phụ thuộc vào nhập khẩu ở châu Phi và Trung Đông. Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, tầng ozone sẽ bị phá hủy bởi sự nóng lên của tầng bình lưu, tạo ra nhiều bức xạ tia cực tím hơn trên bề mặt. Và chúng ta cần hiểu tác động đó đối với nguồn thực phẩm là ghê gớm như thế nào. Nếu vũ khí hạt nhân vẫn còn tồn tại, chúng vẫn có thể được sử dụng và thế giới sẽ tiến gần đến chiến tranh hạt nhân vài lần. Do đó, cấm vũ khí hạt nhân là giải pháp lâu dài duy nhất. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc 5 năm tuổi và được 66 quốc gia chấp thuận, nhưng 9 quốc gia sở hữu hạt nhân vẫn chưa tham gia. Thưa các bạn, Mỹ đặt vũ khí hạt nhân sát đánh người Nga rồi đòi người Nga phải yêu hòa bình thì có hợp lý hay không? Chiến tranh giống như lửa có thể lan rộng ra ngoài tầm kiểm soát và như Tổng thống Vladimir Putin vẫn luôn nhắc nhở chúng ta, trận hỏa hoạn đặc biệt này có khả năng khơi mào một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tại cuộc họp báo chung gần đây với Tổng thống Belarus,
ông Putin tuyên bố Nga sẽ chuyển giao tên lửa Iskander-M cho Belarus. Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và động thái này rõ ràng là nhằm phản ánh các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mà Mỹ có với 5 đồng minh NATO, Bỉ, Hà Lan, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Vũ khí hạt nhân của Mỹ đã được đưa vào châu Âu từ những năm 1950 như một biện pháp chốt chặn để bảo vệ các nền tảng dân chủ của NATO mà các lực lượng quy ước còn yếu. Số lượng vũ khí hạt nhân tại năm quốc gia đó đạt đỉnh khoảng 7.300 đầu đạn vào những năm 1960, sau đó giảm xuống còn khoảng 150 đầu đạn vào lúc này, phản ánh sức mạnh quân sự cơ bản của NATO ngày càng tăng và tính hữu dụng quân sự của vũ khí hạt nhân đang giảm dần. Nhưng cả 150 vũ khí hạt nhân cũng có thể là quá đủ để ngăn chặn một cuộc đối đầu nguy hiểm với Nga. Thế giới ngày nay gần cái vực thẳm hạt nhân như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Trên thực tế, rủi ro hạt nhân đương đại có thể còn tồi tệ hơn. Trong khi khủng hoảng tên lửa Cuba chỉ kéo dài 13 ngày, thì cuộc giao tranh ở Ukraine đã tiếp diễn được 6 tháng và hứa hẹn sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Do đó, các cuộc đàm phán là điều cần thiết để xoa dịu căng thẳng hạt nhân. Mặc dù không có vai trò trực tiếp ở trong cuộc chiến ở Ukraine, NATO cần có vai trò trong việc khuyến khích các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này. Vì NATO là một lực lượng quân sự cực kỳ mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả nước Nga và ông Putin. Vì Tổng thống Putin đã nói rằng cuộc chiến ở Ukraine một phần là phản ứng trước hành động của NATO, nên việc NATO kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình sẽ phù hợp và có sức nặng. Nó cũng sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của các thành viên NATO theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Các nhà lãnh đạo NATO tại Đại học Madrid gần đây đã tái khẳng định rằng hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là bức tường thành thiết yếu chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân và chúng ta vẫn cam kết mạnh mẽ thực hiện đầy đủ, bao gồm 6 điều khoản cam kết của các quốc gia có vũ khí hạt nhân theo đuổi, giải trừ vũ khí hạt nhân, quân bị. Cam kết này, theo báo cáo của hội nghị được đánh giá năm 2000 và hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm vai trò giảm dần của vũ khí hạt nhân trong các chính sách an ninh nhằm giảm thiểu rủi ro mà những vũ khí này được sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình loại bỏ hoàn toàn chúng. NATO theo truyền thống duy trì khả năng răn đe và phòng thủ mạnh mẽ, trong khi NATO cũng chủ trương hướng tới hòa hoãn và đối thoại. Cam kết hiện tại của NATO trong việc răn đe và phòng thủ là rất rõ ràng, nhưng để khởi động lại các cuộc đối thoại, NATO hiện cũng phải tìm ra cách để khuyến khích hòa hoãn và đối thoại, đưa cả hai bên trở lại. Đối thoại sẽ đòi hỏi một cử chỉ đột phá, do đó NATO cần phải đề xuất kế hoạch và chuẩn bị cho việc rút tất cả các đầu đạn hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, dọn đường cho các cuộc đàm phán. Việc rút vũ khí hạt nhân sẽ được thực hiện sau khi các điều khoản hòa bình được thống nhất giữa Ukraine và Nga. Một đề xuất như vậy sẽ thu hút sự chú ý của Tổng thống Putin và có thể đưa ông ấy đến bàn đàm phán. Việc loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không làm suy yếu NATO về mặt quân sự vì vũ khí hạt nhân có rất ít hoặc không có tính hữu dụng trong thực tế trên chiến trường nếu chúng thực sự là vũ khí cuối cùng phải dùng, không cần thiết phải triển khai chúng đến gần biên giới của Nga. Theo đề xuất này, Pháp, Vương quốc Anh và Mỹ sẽ giữ lại các kho vũ khí hạt nhân quốc gia của họ và nếu điều tệ hại nhất xảy ra, họ vẫn có thể sử dụng chúng thay mặt cho NATO. Dù đã 70 năm trôi qua, không có một cuộc chiến tranh lớn, nhưng không thể để khả năng đe dọa hạt nhân tồn tại mãi. Nó chỉ hữu ích khi con người có những lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, chúng ta đều biết con người luôn sai sót và tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Các vùng Ukraine có thể trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga trong tuần này. Các bạn thân mến, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết ngày 24 tháng 8, chính quyền Nga đã chỉ thị cho các quan chức chuẩn bị tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở Kherson, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và đặc biệt là Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Những cuộc trưng cầu dân ý này có thể bắt đầu vài ngày hoặc vài tuần tới. Chúng tôi biết một thông báo của Nga về cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên có thể được tổ chức trong tuần này, ông Kirby nói thêm. Theo ông Kirby, vì Nga đang gặp khó khăn trong việc đạt được các tiến triển trên thực địa tại Ukraine, nên họ cố gắng giành được điều đó thông qua các biện pháp chính trị. Ông Kirby cảnh báo Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không xem các cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức tại các vùng lãnh thổ của Ukraine là hợp pháp. Quan chức Mỹ cho rằng có rất ít sự ủng hộ từ dân Ukraine tại những khu vực chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý. Các quan chức Nga biết rằng những gì họ đang làm sẽ thiếu tính hợp pháp và không phản ánh ý chí của người dân. Người dân Ukraine trong bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý tự do và công bằng nào sẽ bỏ phiếu áp đảo chống lại việc sáp nhập vào Nga, ông Kirby nói thêm. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước khi nước này kỷ niệm ngày độc lập 24 tháng 8. Gói viện trợ mới bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không, tên lửa dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái và vũ khí chống máy bay không người lái. Mỹ là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2.
Washington đã cung cấp 13,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 1 năm 2021, trong đó phần lớn được công bố sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Hồi tháng 6, ông Leonid Stutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Hạ viện Nga cho biết, 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia có thể tổ chức trưng cầu dân Ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không. Chính quyền của các vùng ly khai và các khu vực mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine cũng đồng loạt lên tiếng về khả năng tổ chức trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào Nga. Tại vùng Donbass, miền đông Ukraine, các lực lượng Nga đã kiểm soát nhiều khu vực và tổ chức các cuộc trưng cầu dân Ý tại đây. Moscow hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai, Donetsk và Lugansk ở Donbass. Giới chức Ukraine từng cảnh báo các cuộc trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine vẫn giữ vững lập trường không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Ông Zelensky cảnh báo nếu Nga vẫn tiến hành các cuộc trưng cầu dân Ý, nước này sẽ không có bất kỳ cơ hội đàm phán nào với Ukraine. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã chính thức khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.